Cách để nâng cấp được chất lượng hình ảnh của Canon R50 thì đây là một cái combo mà thông thường anh chị sẽ mới bắt đầu chơi, là R50 kết hợp với ống kính cơ bản là 18-45. Thì chiếc ống kính này đáp ứng được một cái điều rất là tốt trong quá trình mình trải nghiệm, đó là một tiêu cự có zoom, thì nó trở nên là cái sự đa dụng khi mà anh chị muốn là có góc rộng hay là góc tương đối xa để mình cần được cái phần zoom. Nhưng mà khi mà xài qua thời gian thì anh chị cảm thấy ống kính này nó không còn đủ cái độ sắc nét cho mình muốn, và mình muốn nâng cấp lên thì lên con nào, thì đây là một tiêu cự cực kỳ ổn định cho mình luôn. Sigma 18-50 khẩu 2.8, cái ống kính này sẽ được những gì? Thứ nhất là khẩu toàn nhảy là 2.8, chụp xóa phông vẫn được, chụp trong điều kiện sáng yếu vẫn được. Tiêu cự 18 là góc khá là rộng, mình có thể chụp du lịch vẫn ok. Thước nó chỉ ngắn như một ngón tay của em thế này thôi. Và đường kính trước của lens sẽ V55, ngàm là ngàm kim loại, gắn vô máy là gọi là cực kỳ gọn nhẹ như thế này. Đi chơi du lịch cái gì đáp ứng nó cũng đầy đủ.